Chào mừng các bạn trở lại với kênh Fútbol Nha nơi cung cấp những thông tin thú vị về tất cả những gì liên quan tới bóng đá Tây Ban Nha. Phút 85 của trận Đa Lạt gặp Inter Miami ở vòng 1-8 của con ca Cap League Cup 2023. Tỷ số vẫn đang là 4-3, nghiêng về Đa Lạt. Nhưng đúng lúc đó, Inter Miami được hưởng một quả đá phạt. Và từ một góc cực khó, Lionel Messi đã đưa trái bóng găm thẳng vào khung thành của Đa Lạt. Tỷ số được cân bằng 4 đều. Inter Miami sau đó chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Và trên khán đài, người ta thấy ông chủ David Beckham ăn mừng như điên dại. Beckham vui, không chỉ vì Inter Miami đã trở thành cái tên đầu tiên giành quyền góp mặt ở tứ kết của League Cup, mà còn bởi chiếc biển hiệu bằng vàng Messi một lần nữa tỏa sáng. Kể từ khi ra mắt cũng với một cú đá phạt thành bàn đem lại chiến thắng trước Rush Azul, Leo đã ghi bàn ở bốn trận liên tiếp. Anh thậm chí đã lập ba cú đúp liền nhau trước Atlanta United. Orlando City và mới nhất là Dallas. Trong bối cảnh các giải vô địch quốc gia lớn ở châu Âu vẫn chưa khởi tranh, màn tỏa sáng rực rỡ ấy đang khiến Miami trở thành trung tâm của bóng đá thế giới. Đâu đâu người ta cũng nói về Messi. Tờ báo lớn nhất nước Mỹ New York Times thậm chí từng dành nguyên một trang để nói về màn ra mắt của Leo. Giá vé các trận đấu của Inter Miami cũng tăng gấp gần 900%, lên sắp xỉ 400 đô la một chiếc. Các ông chủ của Inter Miami gồm Beckham và anh em nhà Max, tin rằng bản hợp đồng với Messi sẽ giúp họ tăng gấp đôi doanh thu. Không chỉ vậy, giá trị của câu lạc bộ này cũng sẽ tăng gấp đôi và vượt mốc 1 tỷ đô la vào năm tới. Tất cả những điều kỳ diệu này sẽ không xảy ra nếu họ không có được Messi. Nhưng người thực sự đắp nền cho đế chế tỷ đô tương lai này phải là Beckham. Năm 2007, Beckham từng khiến tất cả sững sờ khi chia tay Real Madrid để chuyển đến Los Angeles Galaxy. Một phần vì thời điểm ấy, anh mới 32 tuổi, vẫn đang ở đỉnh cao phong độ và dư sức chơi cho một đội bóng lớn khác ở châu Âu. Một phần quan trọng khác là Beckham đã chấp nhận giảm tới 70% lương, từ 20 triệu đô la đang bỏ túi mỗi năm ở Real Madrid để nhận 6,5 triệu đô la một mùa tại giải MLS. Dĩ nhiên, Beckham không phải gã ngốc. Ngược lại, đó là một tính toán thiên tài của cựu cầu thủ MU, vì tuy phải giảm tới 70% lương nhưng một điều khoản trong hợp đồng với Galaxy lại cho phép anh đàm phán để nhận phần trăm doanh thu của tất cả các câu lạc bộ đang chơi ở MLS, từ tiền bán vé, tài trợ cho đến tiền bán từng chiếc hot đất hay từng cốc bia. Số tiền này không ít chút nào khi Betcom đã thu về tới 255 triệu đô la trong 5 năm chơi bóng ở Mỹ, tức trung bình hơn 50 triệu đô la một năm. Nhưng đây mới là điều khoản hấp dẫn nhất. Sau khi giải nghệ, Beckham sẽ có quyền mua một câu lạc bộ mới khi MLS mở rộng với giá 25 triệu đô la. Giải nhà nghề Mỹ vốn hoạt động theo hình thức nhượng quyền (franchise), không có lên xuống hạng, nhưng khoản tiền mua quyền tham dự sẽ tăng theo thời gian. Và Beckham đã kích hoạt điều khoản này vào năm 2014, khi cùng một nhóm các nhà đầu tư mua một đội bóng ở Miami. Chỉ có điều, sự chậm trễ trong dự án sân vận động đã khiến phải đến năm 2020, Inter Miami mới có trận trình làng. Dù phải mất 6 năm từ khi mua Inter Miami đến khi đội bóng đi vào hoạt động, đây vẫn là một vụ làm ăn thắng lớn của Beckham. Vì giá bản quyền truyền hình của giải MLS đã tăng hơn 3.000%, từ 8 triệu đô la năm 2006 lên đến 250 triệu đô la vào năm 2022. Khoản tiền mua suất tham dự giải đấu cũng tăng chóng mặt. Nếu như Beckham chỉ mất 25 triệu đô la để mua slot dự MLS cho Inter Miami, thì New York City phải chi tới 100 triệu đô. Austin, Cincinnati và Nashville phải trả 150 triệu đô la, San Louis mất 200 triệu đô còn sát lốt là 325 triệu đô la. Nước lên thì thuyền cũng lên. Giá trị của các câu lạc bộ ở MLS cũng tăng đáng kể. Năm 2008, giá trị trung bình của các đội bóng của giải nhà nghề Mỹ chỉ là 38 triệu đô la. Đến năm 2022, con số này đã là 582 triệu đô, tăng gần 1.500%. Từ khoản đầu tư ban đầu 25 triệu đô, đội bóng của Beckham giờ đã đứng thứ 10 trong danh sách những câu lạc bộ đắt giá nhất giải MLS, với giá trị 585 triệu đô la. Tuy nhiên, đây chỉ là con số tạm thời. Với sự góp mặt của con gà đẻ trứng vàng Messi, giá trị của Inter Miami chắc chắn sẽ tăng chóng mặt trong thời gian tới. Mà không loại trừ khả năng, nó sẽ sớm chạm mốc 1 tỷ đô như tham vọng của giới chủ Inter Miami. Và người vui nhất, hẳn nhiên là David Beckham.